Chiều ngày 5 tháng 1 tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm hai đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng và Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường làm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, 481 trên 481 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành thông qua nghị quyết. Đồng chí Trần Hồng Hà sinh ngày 19 tháng 4 năm 1963, quê quán xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, là tiến sĩ tổ chức quản lý khai thác khoáng sản, lý luận chính trị cao cấp, là Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, đại biểu Quốc hội khóa 14. Từ năm 1996 đến năm 2003, từng công tác ở Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường. Từ tháng 12 năm 2003 đến tháng 6 năm 2008, đồng chí trải qua các cương vị công tác: Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, sau đổi tên là Bộ Tài nguyên Môi trường, quyền Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường. Từ tháng 7 năm 2008 đến tháng 12 năm 2008 là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 6 năm 2010, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh. Từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 4 năm 2016 là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Từ tháng 4 năm 2016 đến nay là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Đồng chí Trần Lưu Quang sinh ngày 30 tháng 8 năm 1967, quê quán phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 dự khuyết 12-13, đại biểu Quốc hội khóa 14-15. Từ tháng 6 năm 1994 đến tháng 9 năm 2010 là chuyên viên tại Sở Kế hoạch Đầu tư, Công ty Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh, trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư, Phó Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 2 năm 2019, công tác tại tỉnh Tây Ninh. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng tháng 1 năm 2011, được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lần lượt giữ các chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh. Từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 4 năm 2021 là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 4 năm 2021 đến nay là Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.